em có lỗi lầm, không có trong ăn chương trình idol mới nhất, chúng tôi không biết sẽ tìm thấy gì ở Việt Nam. Việt Nam, âm nhạc có quy mô toàn cầu, nhưng có rất nhiều người đến thử sức. Có lẽ thần tượng âm nhạc châu Á đầu tiên của chúng ta đang ẩn mình đâu đó quanh đây. Chúng tôi lắng nghe các giọng hát ở các thành phố và thị trấn từ miền Bắc đến miền Nam, và gặp những thí sinh đầy tự tin. Nhưng họ có đủ tài năng để tranh tài. Ngày xưa Kim nói yêu tôi, em rất ngây thơ, em chỉ mong sao tụi mãi bên nhau. Bạn thấp chứ đừng ngại khi bạn cao, từ người đi dép lào đến người đi doctor, người lơ ngơ chạy xe đạp, chỉ cần bạn tự tin lên nào. Những chiếc áo mới hôm qua thơm phức, đến hôm nay tự nhiên là những mặt. Em mới có thể làm ca sĩ được. Còn đây còn đây Nhưng khi Phương Di của thành phố Hồ Chí Minh bước lên sân khấu, ban giám khảo của chúng ta nhận ra rằng họ đã tìm thấy một người đặc biệt. Khi em thì một bài hát thì sẽ tốt hơn. Vài phát huy tiềm năng của mình. Hơn một ngày khi yêu thương kia đã hết thật rồi. Ở vòng chung kết, phong cách tuyệt vời của Phương Di cũng gây nhiều ấn tượng như giọng hát hay của cô. Như chim tung đôi cánh bay ngang trời, lời anh nói cũng vậy thôi, cách xa rồi. Từ đầu đến cuối, Phương Di không bao giờ lọt vào nhóm 3 thí sinh có số phiếu bình chọn thấp nhất. Lượng người hâm mộ khổng lồ của cô đã đưa cô đi đều đều đến cuối cuộc thi. Thần tượng âm nhạc của năm 2007 đã thuộc về thí sinh Phương Di. Giúp cô đoạt danh hiệu thần tượng âm nhạc đầu tiên của Việt Nam. Em biết yêu thương ai, nên ta yêu. Dù là thần tượng mới nhất của châu Á, nhưng Phương Di cũng có nhiều hoài bão như tài năng. Dù tranh tài bên ngoài Việt Nam và gặp gỡ nhân tài từ khắp châu Á là một bước đi lớn. Nhưng cô gái 20 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc này. Và để chinh phục được cuộc thi này thì Vi đã chuẩn bị rất nhiều về mặt bài hát phù hợp với mình, về mặt phần vũ đạo, cả về vốn tiếng Anh nữa, để khi ra nước ngoài mình có thể giao tiếp được với các bạn. Không phải chỉ là chọn một bài hát hay là được, nhưng mà phải chọn một bài hát như thế nào để phù hợp nhất với giọng hát của cô ấy, và phải chọn một bài hát đó để mà chinh phục được hàng triệu người khán giả đang xem theo dõi chương trình và sẽ bình chọn cho cô ấy. Không chỉ quan tâm đến chuyện ca hát, Phương Di còn học tiếng Anh tại trường RMIT ở thành phố Hồ Chí Minh. Và trong thời gian rảnh, giúp đỡ cho em bất hạnh có được cuộc sống tốt hơn. Đem tất cả sự quan tâm và tình yêu thương đó vào trong sự nghiệp ca hát.
cô gái Sài Gòn của chương trình Idol đã sẵn sàng ghi dấu ấn trên sân khấu thần tượng âm nhạc châu Á. Vi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được mang tiếng hát của mình, tiếng hát của Việt Nam đem đến với bạn bè quốc tế và đặc biệt là các bạn ở trong khối ASEAN của mình. Và những người hâm mộ cô có lẽ không thể hào hứng và tự hào hơn nữa. Tuy là có rất nhiều nước, các bạn từ rất nhiều nước tham gia, nhưng mà em tin là Vi sẽ chiến thắng. Trong cuộc thi Asian Idol này, nếu Phương Vi đạt được giải nữa thì không chỉ là niềm vui của Phương Vi mà là niềm vui của tất cả mọi người ở Việt Nam. Vi sẽ mang được những niềm vinh dự về cho gia đình và cho đất nước Việt Nam. Good luck Vi, em Quang Hương, we stand by with you. Chúc cho Phương Vi lên đường mã đen và vinh quang cho Việt Nam mình. Yeah! Yeah!